Trứng vịt muối, bà con ta biết trứng vịt muối hết bà con ha. Nhưng mà trứng vịt muối bà con lưu nhớ rằng ăn thì rất tốt, nhưng mà riêng có một số người, một số bà này vui lòng đừng ăn trứng vịt muối. Nếu ăn trứng vịt muối vào thì chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng kém đi. Đó là những người vui lòng đừng ăn trứng vịt muối là người có mỡ máu cao. Wow. Và có tiểu đường, thừa cân, béo phì, bị tim mạch, huyết áp, tiêu hóa kém, bệnh gan, có bệnh thận. Người lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên là vui lòng đừng ăn trứng vịt muối để tốt cho sức khỏe của mình. Nếu ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Cho nên vui lòng đừng ăn nha bà con. Đó là những người mỡ máu cao, tiểu đường, thừa cân, béo phì, bị tim mạch, huyết áp, tiêu hóa kém, gan, thận. Người lớn tuổi là vui lòng đừng ăn trứng vịt muối bà con à. Còn ngoài ra nó tốt vô cùng chứ không phải không. Ăn trứng vịt muối nó tốt cho sức khỏe là tốt. Nó được làm được giảm cân, tốt cho não bộ, cải thiện trí nhớ, phòng ngừa bệnh ung thư, tốt cho mắt, tốt cho gan. Vậy là vui lòng bà con ta nhớ ăn trứng vịt muối không quá 2 trứng một tuần. Chúng phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Chúng ta ăn không quá 2 trứng một tuần. Làm xong là ăn, chứ để khoảng một tuần ăn là nó cũng có hại như thường bà con ạ. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.